cầu. Nếu mà ai mà sắp mất rồi thì một người con đứng ở bên cạnh đọc cái quyển kinh này, đọc từ đầu mà đọc một tí xong thôi, rồi 10 phút là xong. Kinh kỳ cầu chân kinh diêm vương cha hỏi nên kỳ hải hộ phúc đẳng ngà xa, Đức Phật Di Đà từ bi cứu khổ dù giàu dù khó, có chút kỳ cầu còn độ chân sau tam đầu giải thoát. Chư Tôn Bồ Tát kiếp dẫn về đây Phật kết kinh này kỳ cầu bảo mệnh giàu ai đức hạnh vì như kỳ Phật nóng ngay giải thật nguyện Phật Nam Mô uống nước cam lồ muốn sang cực lạc nguyện chung chỗ tác. Đấy, mình đọc thế thế xong rồi đến cái chỗ này nè, đã có kỳ cầu Phật độ kỳ cầu kỳ. Đã có kỳ cầu quỷ sứ hỏi câu, quỷ sứ nó hỏi câu đấy. Vâng. Quỷ sứ hỏi câu, Diêm Vương cha hỏi, hai người nó hỏi đấy. Vâng. Quỷ sứ hỏi câu này, Diêm Vương ông quỷ sứ ông hỏi lại, ông Diêm Vương lại hỏi. Quỷ sứ hỏi câu, Diêm Vương cha hỏi, đứng lại mà nói, mình đứng lại mình nói đấy. Vâng. Đứng lại mà nói, đã có kỳ cầu trụ giáo từ đâu, minh sư tới độ ơn thầy dạy dỗ niệm Phật, ăn chay một tháng 10 ngày là con rời Phật. Mình đọc cho nó để cho nó đứng nó nghe đấy. Vâng. Để nó không làm hại được mình nữa. Sát sinh đại Phật không có lỗi nhầm niệm Phật, Quan Âm đại minh thần chú Quan Âm bất ngủ. Mình giải lời nó đấy, để nó đứng nó nghe đấy. Vâng. Quan Âm bất ngủ siêu mộ chuyên cần lễ bái tỉnh tâm kỳ cầu Phật bảo nữ nhân tỉnh táo, người thượng thọ đăng tiên học đạo tăng truyền, tìm lên cảnh Phật lòng ngay dạ thật niệm Phật Nam Mô uống nước cam, chư Phật chúng chứng minh kỳ cầu siêu sinh quy y tam bảo, nhất niệm tạm cảm thông chớp lóc một lòng, nhưng trong thật phúc thi tài thi phúc thi đức tích nhân giải thoát mục cầu mục niên đắc đạo lập đàn huyết hồ vô chứ sắc không Phật pháp hữu nhân, kỳ cầu thượng thọ đối ơn Phật tổ phúc đẳng ngà xa, thoát khỏi xa thân xa hết xuất đi địa ngục tìm đi làm phúc, chư Phật chứng minh tị độ theo sinh kỳ cầu có chúc, kẻ phàm người tục không có kỳ cầu Phật độ thân đâu nam lầu cứu khổ độ giàu ai nha. Dù ai chẳng có nghiệp chướng oan gia thác xuống tiểu huyền luân hồi người phiền não, lấy ai dạy bảo sinh tử âm dương mỗi người một phương đôi đường cách biệt, dù ai chẳng biết đã biết phải tu phải kẻ đứng người ngồi nghe kinh giảng đạo, trời đất xoay gần mới được làm người, phú quý ở đời của trời của Phật đừng lo sợ mất trước của trần gian, sinh quý tử hoàn về nơi cực lạc có tiền có bạc không có kỳ cầu Phật nào biết đâu, năm chung cứu hộ giữ trí thức hòa lại bảo nhau, nay nhật biết đâu dầu dư kim nhật, đội ơn rời Phật thượng tỏ đăng qua Đức Phật Di Đà vì vi cứu tiếp dẫn, ai mà chuyên cần học lấy kỳ cầu dù có dù giàu, chuyên cần nhật dạ tụng kinh kỳ cầu phúc đẳng hà sa, tụng kinh kỳ cầu trừ tà sát quỷ, tụng kinh kỳ cầu phú quý thọ khang, tụng kinh kỳ cầu bảo đàng tranh hầu tranh lộ, tụng kinh kỳ cầu nguyên trì hải hội, tụng kinh kỳ cầu phản tội tiêu khiên. Tụng kinh kỳ cầu cứu bệnh cứu khổ, tụng kinh kỳ cầu Phật độ tùy thân, tụng kinh kỳ cầu giữ lấy kinh này nó lúc mâm chung mà để mà hộ người hộ luyện bạch đức mãn bạch tuế mãn tuần siêu sinh cực lạc vui mừng tế tổ thế độ hành tang, lấy ai bảo toàn cho lên phần mộ mai sau tận số học ngộ ung thần, lấy ai bảo thân tội khiên phải chịu con cháu làm chay, minh sư tế độ siêu sinh tịch độ lập đàn huyết hồ
Nam mô Niệm, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Thảo Nhất Như Lai Thích Quan Thiên, Thấy Tổ Kiều Hiền, Công Sang Cực Lạc, Mạnh Thương Số Khác đã có từ cầu. Theo ai cũng biết, lúc sống ở nhà người phải học kinh giáo, kinh bỏ túi áo. Đấy, kinh bỏ này, bỏ túi áo, Đức Phúc sắp kết bỏ túi áo. Vâng. Kinh bỏ túi áo để mà hộ thân đi xa về gần chung sinh tịnh độ, hồi mới được nhận số. Đến ngày năm chung, con cháu có lòng bỏ vào trong ngực. Đấy, con cháu có lòng bỏ vào trong ngực này. Dạ. Lúc bỏ vào áo quan. Mẹ vẫn ho quá, vẫn chưa khỏi ho. Nằm ở trong áo quan rồi thì con nó bỏ vào trong ngực cho mình. Vâng. Đọc cho nó nghe cái kinh này là nó không làm gì được mình nữa, nó không làm tội gì mình cả. Dạ. Để mà ở thân đi xa về gần tiêu chữ ủng hộ. Đến ngày lâm chung, con cháu có nằm bỏ vào trong ngực. Hồi ứng chữ trước cây chương thế độ. Hồi nhai bà, con cháu có lòng bỏ vào trong ngực. Nam mô Thập Phương Phật, Nam mô Thập Phương Pháp, Nam mô Thập Phương Tăng, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nào cũng vậy, mẹ tụng hết quyển kinh Dược Sư, sau đó là đọc kinh Kỳ Cầu, Nhân Quả Ba Đời. Và buổi tối thì mẹ tụng xong quyển kinh Nhân Quả Ba Đời. À, cái bộ kinh này nó được. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lễ chín hương giờ lễ mười phương chư Phật. Con chấp lễ cho bái cho kêu cho cổ lệnh cha trời mưa đất cùng thần mưa thần sấm thần rét thần gió thần bão thần đức Phật Bà Con Âm Bồ Tát để trì xin vài con lại tất cả đức Phật phù hộ độ trì cho mẹ con được mạnh khỏe để sang năm con lại về. A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con là quả na này để cho có khỏe người nhá. Vâng. Quả này chín rồi này. Lần nào mẹ cũng thắp hương na và mẹ lấy cho Quỳnh Nga ăn. Con cảm ơn mẹ. Dạ, cho con xin. Con ngồi đây mà ăn này. Con xuống dưới nhà con ăn với mẹ. Ở đây ăn không được đâu.